7 years ago. As a new second lieutenant in the 101st Airborne Division, I, along with the other officers, were summoned to the base theater. There we were told by our commanding general that the President of the United States had called the 101st Airborne Division, the 2nd and 3rd Brigade. The 1st Brigade had been there for 2 years already, to go to South Vietnam and help the people of South Vietnam maintain the right to choose their own destiny. There were no questions after that. We were ready to go. We were ready to serve. Within 90 days, we were in Vietnam in preparation for the 1968 Tet Offensive. I stayed the entire year in I Corps with the 101st Airborne Division. That tour set me up for a second tour that would come in 71 and 72, but it was that tour that changed my life, literally. I got to know the Vietnamese people, and I'm so proud to be a part of this gathering and would love to be a part of every gathering you have in the future. I am a friend of the Vietnamese, and the brothers that I left in Vietnam, although they would not make the decision to die, I think they would make the decision to serve again. I really thank you for being here and continuing to keep the dream alive. May God bless you, and may God bless the Republic of Vietnam. Thank you. Thank you, sir. Stand right here, sir. Quý chư hữu và quý hội đoàn chú ý. Nghiêm! Tăng! Và bây giờ thì nó hơi đặc biệt tí, tổ chương trình một tí. Bây giờ thì xin mời các anh chị em trong lính quân lực của Mỹ gốc Việt lên đây, đứng lên hết. And all the military personnel, U.S. personnel, police, come to on the stage, please. Okay, bây giờ thì quickly, tại vì là thiếu tá trở xuống, bây giờ mới được giới thiệu. Đây là đại úy, vũ về đại úy của Hải quân, đại em nè. Còn Colonel Mert nãy giới thiệu rồi. This is đại úy Hồ Tiến Hồ, trong Hải quân. Trung sĩ nhì Ngô Đại Dương quý vị. Và đây không, đây đặc biệt, đó để giới thiệu cuối cùng. Và như ai cũng biết là đại tá Glacier rồi, và đại tá French, quý vị cũng đã biết. I would like to take this opportunity to congratulate you on your promotion. 06, that's the big one. We all look forward to that promotion. Have a great rest of your career. Thank you. Cảm ơn. Và bây giờ thấy có thấy không quý vị? Bởi vì quý vị mặc quần áo đồng phục rất là đẹp, đi đâu cũng là rất oai phong, cho nên con cháu của quý vị, thấy không quý vị? Bắt trước đi theo, đúng không quý vị? Đi trước, đàn em, đàn cháu đi theo. Bởi vậy chúng ta mới có tá, đại tá rồi. Rồi chúng ta cũng có một người sẽ là tướng, như quý vị đã biết là đại tá Lương Xuân Việt sẽ là tướng. Vậy ở đây, tiện thể đây thì Quốc Anh cũng tại vì quý vị oai phong quá, cho nên Quốc Anh phải làm cái gì cho quý vị ha. Cho nên quý vị biết không, là đại tá Lương Xuân Việt sẽ được thăng chức chuẩn tướng ở Fort Hood. Nó cũng gần đây thôi, cũng khoảng 4 tiếng lái xe thôi. Vậy thì anh em chúng tôi gọi là Va Phà, là người quân nhân người Mỹ gốc Việt, sẽ tổ chức một cái ngày kéo quân từ Houston lên Fort Hood để tham dự cái ngày mà thăng chức của chuẩn tướng Lương Xuân Việt. Quý vị có thấy thích không? Ok, cảm ơn quý vị, cảm ơn các anh. Thank you very much. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu để có một chương trình văn nghệ liên hoan ngày hôm nay.
bật nổ hoa lên quý vị. Cùng chiến sao
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.